Thì đó là những cái điều mà ông Sơn cho biết, nhưng cái thành quả là chúng tôi nghĩ rằng là Tổng lãnh sự nên phát triển, một là mở thêm một cái văn phòng Tổng lãnh sự ở miền Nam California. Thì cái miền Nam California sẽ phụ trách từ San Diego trở lên ngược lên. Thế còn miền Bắc California sẽ từ ở giữa California đi ngược lên phía trên. Thế còn một nếu cần nữa đó, mở thêm ở Seattle để mà phục vụ cho kiều bào mình. Và chúng tôi nghĩ rằng á, thêm một cái nữa là ở Utah cũng nên có một cái văn phòng tổng lãnh sự để phục vụ cho bà con mình ở Arizona, Utah rồi Colorado. Chúng tôi hy vọng rằng nhà nước Việt Nam quan sát KBG hải ngoại kỹ lắm, soi nó, còn soi hơn cộng đồng soi nữa, thì hy vọng rằng những cái đề nghị này sẽ được nhà nước lưu tâm. Thì và cái hai nữa chúng tôi cũng muốn đề nghị là cái nhiệm kỳ của một ông tổng lãnh sự và nhân viên có 3 năm, chúng tôi nghĩ rằng ít lắm. Mới vừa biết nhau các bắt bắt tay nhau xong cho lại lần sau gặp nhau lại em chào anh em về. Ông tổng lãnh sự ít nhất phải mất một thời gian nửa năm để mà cái thích hợp với lại công việc. Thế rồi ông có những cái đề xuất, những cái công tác thì chưa nhiều, những cái công tác ở bên chưa kịp xong cái thì lại ông lại mở bữa tiệc đi ra vậy. Mặc dù nhà nước Việt Nam lại có một cái nhiệm kỳ là có quyền là có 2 nhiệm kỳ tối đa, tức là 6 năm, thì chúng tôi đề nghị rằng là thôi đưa một cái nhiệm kỳ 5 năm, nếu mà được nhiệm kỳ kế tiếp là 10 năm. Đấy. Thì nếu được nhà nước nghe được, chứ còn các nhân viên cũng vậy, họ ở đây họ vừa quen được công việc thì họ lại phải bắt đầu hiện tại. Thì trong cái phần kết thúc thì ông tổng lãnh sự đã chúc mọi người một buổi tiệc vui vẻ và toàn thể kiều bào vùng miền Tây đón xuân Mậu Tuất an khang vui vẻ và thành công trong cái vòng tay thân tình ấm áp của nhà nước Việt Nam qua tổng lãnh sự quán. Vâng, thưa quý khán giả, một bài nói chuyện rất là đơn sơ mộc mạc và không có giấy tờ, ông Hồ Xuân Sơn đã rất là lưu loát nói lên tất cả những cái điểm từng chi tiết một mà không không biết là ông có quên cái gì không thì chúng tôi không biết, nhưng mà đối với chúng tôi nghe như vậy là quá quá đủ. Rồi sau đó thì là một hai màn văn nghệ. Nói về văn nghệ thì năm nay ấy, đặc biệt cái hồi mà ông Bùi Thế Linh ấy, còn làm bên đối ngoại của Tổng lãnh sự ở trên San Francisco, thì anh Linh ấy, hiện tại bây giờ anh Linh đang làm ở trên Houston. Anh tổ chức rất hay và anh Linh rất gọi là, chúng tôi không biết tại sao mà anh quen được những ca sĩ ở đây, anh mời ca sĩ lên hát nữa. Đấy. Những ca sĩ lên hát đây họ rất là chúng tôi đi lên trên San Francisco dự tiệc xong rồi cái về nhà anh Bùi Thế Linh, các ca sĩ cũng kéo về đó, tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện. Tôi nói đùa mấy cô rồi, các em không không về Nam Cali không sợ ấy à? Ui giời ơi, họ có trả lương cho mình đâu mà mình phải sợ. Cái chỗ nào trả tiền thì nghệ sĩ là sân khấu, mà sân khấu nào có cái là trả tiền thì tụi em đi có gì đâu. Ngày hôm nay cái hồi anh Nguyễn Hoài Nam, cái này ông Nguyễn Hoài Nam của Tổng lãnh sự chứ không phải Trịnh Hoài Nam đấy, thì anh Nguyễn Hoài Nam ở đây anh làm việc thì hai mấy năm anh làm thì không biết
những cái buổi tiệc của anh ấy rất là, xin lỗi luôn đó, tẻ nhạt kinh khủng lắm. Tẻ nhạt đến nỗi mà bà con bà thôi, năm nay năm tới khỏi mất công lái xe xa đi tới nữa. Một, cũng cái nhà hàng năm ngoái, nhưng mà năm nay anh Nguyễn Hùng Minh lại tổ chức rất là hoành tráng, rộng rãi, có cả sân khấu nữa. Bữa hôm nọ đó chúng tôi lên, từ lên San Francisco tham dự ngày 72 năm, ngày lễ độc lập của mình, và 20 năm thành lập Tổng lãnh sự tại San Francisco nhân ngày lễ độc lập. Chúng tôi rất cảm thấy rất là uổng thì giờ đó. Nói thật luôn, tôi nói thật, tính của tôi nói đó. Từ Nam California mướn một chiếc xe lái đi chở anh em đi lên trên đó, đi vào cái phòng nhỏ chút xíu, không có được một cái bục để cho ông Tổng lãnh sự đứng phát biểu. Và nhân tiện đây chúng tôi cũng xin đề nghị, nếu mà trong những cái phần phát biểu nên có một cái cây để chống và gắn cái micro vào để cho ông, các quan khách nói chuyện, nó lịch sự hơn là để quan khách phải cầm cái micro trong tay, nó không có đẹp. Và cái người mà phát biểu họ đứng thẳng trước cái micro, có cái chân micro và có cái micro nhá, trông nó rất là đẹp, rất là lịch sự. Còn nếu mà cầm nói này thì chỉ có MC, những người dẫn chương trình hoặc là những ca sĩ thì cầm mà hát. Đó là một cái đề nghị nữa. Thì sau đó là cái phần văn nghệ. Sau khoảng 2 bản văn nghệ thì tới phần phát biểu rất là đặc biệt của ông thị trưởng Monterey Park và ông phó thị trưởng. Thì ông thị trưởng, ông Stephen Lamb và ông Peter Chan là phó thị trưởng, cả hai ông đều là người tàu Đài Loan. Và ông Stephen cho biết thành phố Monterey Park đóng về cái thuế buôn bán nhiều nhất trong cái các thành phố khác của Los Angeles. Nói như vậy quý vị thấy rằng cái ngoại thương và dịch vụ thương mại ở Monterey Park nó mạnh như nào. Tuy nhiên là cái phần mà nói chuyện á, lẽ dĩ nhiên ông khen là nhà nước Việt Nam để cảm ơn ông mời ông tới đây để tham dự bữa tiệc này, và vì vấn đề tư là người Trung Hoa cũng như là người Việt Nam mình rất gần gũi nhau và cũng có một cái lễ, cái ngày Tết chung với nhau. Ông cảm thấy rằng là một cái không khí rất là hài hòa, và khi mà ông tham dự những cái cộng đồng người Hoa và bây giờ ông tham dự cộng đồng người Việt, ông thấy không khí nó rất là vui. Và ông cho biết tên ông là cái họ của ông là họ Lam, Lam á. Thì Lam á, ở người Mỹ họ hay là Lâm thì nó không có dấu. Như ông Lâm Quang Thi, ông Tony Lâm, tất cả đều có dấu là dấu mũ. Nhưng mà nói ra tiếng Mỹ, viết ra tiếng Mỹ thì lại không có dấu. Thì Lam nó cũng là Lam. Và ông nói rằng nhiều người Việt Nam đó đã tưởng ông là người Việt thành ra bầu cho ông. Thì chúng tôi biết rằng đây là một cái nói bùa đùa cho vui trong câu chuyện. Người Mỹ họ hay có cái tính đấy, trong khi một phần phát biểu họ hay có kể một câu chuyện vui để thứ nhất là đánh thức những người ngủ gục, thứ hai là để mà cho câu chuyện nó đỡ khô khan. Sau đó thì tôi có tới, tôi gặp ông, tôi bảo ông Vi Von rất là hay, nhưng mà thật sự rằng ông đâu cần phiếu của người Việt Nam. Cái phiếu người Việt Nam chỉ tăng lên cái con số tín nhiệm ông thôi, chứ không phải là con số người Việt Nam, phiếu của người Việt Nam quyết định ông thắng đối thủ. Ông cười khà khà, ông bảo
Ông nói rất là đúng. Tôi được bà con tín nhiệm tôi giữ ấm, bà con tức là người Trung Hoa. Vâng, thì trong một phần nói chuyện, ông đã nói rằng ông ao ước rằng thành phố Monterey Park trong năm 2018 này sẽ thúc đẩy vấn đề mà kết nghĩa chị em với một thành phố tại Việt Nam. Thì chúng tôi chưa biết, ông không nói thành phố nào. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện giữa Tổng lãnh sự và Ủy ban Nhân dân của thành phố Monterey Park. Họ sẽ nói chuyện cái chuyện đó. Sau đó thì lại một màn, hai màn ca nhạc. Thế xong này thì là phần phát biểu của... À, nhân tiện đây đó, trước khi đó chúng tôi cũng xin nói cho các bạn biết. Cái thành phố Monterey Park á, không phải là chỉ người Đài Loan. Họ có cả người Trung Cộng và Trung Quốc ở trong đó. Nhưng mà tại sao lại họ hài hòa với nhau? Ok, anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của anh. Đứa nào khôn hơn thì đứa đó sống. Đứa nào bán hàng rẻ hơn thì người đứa. Không có chuyện mà là you are communist, you are communist. Bên này nói bên kia cộng sản, bên kia nói bên này cộng sản. Đấy. Như cộng đồng Việt Nam ấy. Và khi mà ông Tập Cận Bình tới Mỹ này, chẳng có ai đi biểu tình chống đối ông ấy hết. Chỉ có lại người ông Nguyễn Xuân Nghĩa dẫn cộng đồng Việt Nam đi lên biểu tình với ông Tập Cận Bình. Tôi nói nghĩ chắc ông Tập Cận Bình ông ngồi nói chuyện với Obama, ông bảo cái đám nó cầm cái cờ vàng vàng có ba cái sọc đỏ đó, cái đám nào vậy? Đâu có phải cờ của nước Trung Quốc ở đây đâu. Có lẽ okay. Có thể là ông Obama ông bảo chắc họ muốn gia nhập làm một thêm một cái bang mới của Trung Quốc, biết đâu đấy. Vâng, thưa quý khán giả, thì họ có những cái trường học, người Đại Hàn cũng vậy, họ có Bắc Hàn Nam Hàn, có bao giờ họ đánh nhau không? Không. Nhưng mà cái hồi mà năm 1911, cái vụ mà khủng bố mà đã đâm máy bay vào hai tòa nhà đó, đám Mỹ đen mới lại Mỹ ở trên lốt dân Yukon đó, nó tấn công các khu vực của người Tàu mới là người Đại Hàn, cướp bóc. Người Đại Hàn họ nhảy lên trên nóc, họ cầm súng M16, họ bắn xuống dưới, họ bảo vệ họ. Chứ họ không cầm súng nó bắn người Nam Hàn, hay người Nam Hàn cầm súng bắn người Bắc Hàn. Không có. Họ rất là đoàn kết với nhau. Không cần biết mày Nam Hàn hay là mày Bắc Hàn. Không cần biết. Đoàn kết là sức mạnh của đất nước, của dân tộc. Họ ý thức cái chuyện đó. Và cái trường học họ có những cái trường tư, họ có đủ khả năng, họ được Bộ Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp cho họ giấy phép, và họ mở cái giấy phép, họ mở trường học, con Trung Quốc vào học, con Đài Loan vào học, chẳng bao giờ đánh nhau hết. Cách đây 3 năm có một cái đám cưới, người Trung Quốc người Đài Loan lấy nhau, tình yêu không biên giới. Và Việt Nam mình cũng vậy, có những gia đình chúng tôi về nó biết vợ là bên Việt Nam Cộng Hòa, chồng là bên miền Bắc, hoặc là vợ là miền Bắc, chồng là Việt Nam Cộng Hòa. Và có những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa lấy bộ đội của Quân đội Nhân dân, và bây giờ cũng có con có cái. Chỉ có một thiểu số, nói theo kiểu mà anh Hồ Bình ấy, là bại não. Thì những người bại não họ không thích. Nhưng mà thật sự rằng ý của anh Bình Hồ cũng như ý chúng tôi đó, những người đó là rất là bình thường, nhưng mà để cho cái não bộ mình hư, thành ra cái sự tư tưởng và sự suy nghĩ nó mất đi, không còn nhận thức nữa, đâu là tránh và đâu là tà. Vâng, thì phần phát biểu của ông Lê Anh Dũng là một người trẻ. Ông đang làm tổng giám đốc của Vietnam Airlines, đại diện cho Vietnam Airlines thay thế ông Vương Duy Ứng.
Ứng thì sau một thời gian ở đây 5 năm thì anh cũng đã về. Thì bây giờ thì bây giờ Việt Nam Airlines đó vẫn phải liên doanh và hợp đồng với lại China Airlines của Đài Loan. Tức là tất cả các chuyến bay á, nếu mà mua vé qua Việt Nam Airlines hoặc là China Airlines thì quý vị có hai cách mua vé. Mua vé qua Việt Nam Airlines đó thì quý vị sẽ bắt buộc vẫn phải đi của China Airlines đi về tới Đài Bắc, phi trường Đài Bắc. Từ sân bay Đài Bắc quý vị mới đi vào trong Hà Nội bằng Việt Nam Airlines. Còn nếu mà quý vị mua thẳng của Việt Nam Airlines của China Airlines thì quý vị sẽ phải đi bằng máy bay của China Airlines đi về Đài Bắc và từ Đài Bắc đi vào Việt Nam bằng máy bay của China Airlines. Đó. Thì đó là cái sự khác biệt. Thành ra Việt Nam Airlines mình chỉ được một cái lợi nhuận từ Đài Bắc đi vào về Việt Nam thôi, cái lợi nhuận nó không nhiều. Đó. Thành ra cái sự mà lo ngại của liên doanh ấy, tại vì Việt Nam Airlines là một cái công ty nó liên doanh gồm có 10 công ty. Thành ra những quyết định của Việt Nam Airlines rất là khó bởi vì phải tất cả các cổ động viên phải đồng ý với nhau. 10 liên doanh này mà có một cái công ty không bằng lòng thì coi như là không xong. Thì ông Lê Anh Dũng cũng lên chúc Tết và cũng nói lên những cái sự cái diễn tiến. Và như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là năm 2018 này chúng ta sẽ có đường bay. Thì nhưng mà có thể là năm 2018 đồng ý và kế hợp đồng. Nhưng mà đường bay có thể bắt đầu năm 2019 hoặc trễ lắm là 2020. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp cho cái thứ nhất là cái thời gian chúng ta bay và chờ phi trường nó ngắn đi. Từ Los Angeles về tới Đài Bắc hết 14 tiếng. Chờ 2 tiếng nữa là 16 tiếng. Bay vào Hà Nội hết 2 tiếng rưỡi. Thành ra rồi đó là tổng cộng một chuyến đi là, thưa quý khán giả, đúng 24 tiếng. Chờ từ phi trường Los Angeles đi về ra khỏi cái sân bay Nội Bài hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất 24 tiếng. Ở Nội Bài thì gần hơn, có 23 tiếng thôi. Vâng, thì hy vọng chúc mừng cho anh Lê Anh Dũng là cái hy vọng rằng là 2019 hoặc 2020 bà con mình sẽ bay thẳng, không phải mất công phải đổi máy bay lên đi xuống rất là mệt. Đấy. Chưa kể có nhiều khi hành lý nó bị thất lạc. Và nói với hành lý thất lạc thì chúng tôi cũng xin cảm ơn China Airlines và Vietnam Airlines ở cái điểm như thế này. Cái là một lần chúng tôi đi á thì cái phone mình để chạc lại gắn vào trong cái ghế đằng trước, ở cái túi ghế đằng trước, thành ra lúc đứng dậy quên mất. Thì đi về tới phi trường Nội Bài thì mới sực nhớ ra lấy cái phone đó, tại vì cái phone đó lại là cái phone có cái số điện thoại của các bạn bè của mình để gọi cho người là tôi tới rồi. Ai ngờ rằng thì lúc đó mới biết là mình để quên chiếc máy bay. Đi vào trong phòng Vietnam Airlines báo cáo thì họ gọi ngay qua bên Đài Bắc, bên đó xác nhận cái hàng ghế số 31A, tức là chúng tôi là 32. Chúng tôi 32 thì cái ghế 31A có cái điện thoại của tôi, đúng cái Samsung S6, lúc đó là S6 năm 2016. Thì Vietnam Airlines cho biết là ngày mai 9 giờ sáng bác trở lại đây sẽ có cái điện thoại. Bây giờ từ đây cho tới tối sẽ còn có thêm một chuyến bay từ Đài Bắc, nhưng mà sẽ không có cái điện thoại bởi vì họ không biết cái điện thoại này của ai mà để họ gửi. Thì cũng đồng thời trong cái dịp đó chúng tôi lại được một cái may mắn nữa là cái vali của chúng tôi bị thất lạc. Nó thất lạc không phải là bị mất, mà tại vì từ phi trường Los Angeles tôi quên để một cái chạc máy ở trong cái vali. Thì cái hải quan của Hoa Kỳ ở bên Mỹ, ở Los Angeles, họ giữ lại và họ gửi lại về sau. Thì lúc mà tôi trở về Mỹ thì tôi ghé qua hải quan tôi lấy lại cái chạc đó. Tuy nhiên rằng
Nó nói lên một cái điều gì? Là hoàn toàn cũng giống như một cặp mà vợ chồng Việt Nam nào đó cái cố tình nói xấu nhà nước Việt Nam mình. Hải quan Mỹ họ khám trong họ để một tờ giấy inspector, tức là giấy kiểm tra. Đây là hải quan Mỹ và có để trong cái vali của mình, cho biết là cái vali của mình đã kiểm tra. Và họ yêu cầu quý vị coi trong đó coi còn có mất mát cái gì không. Hai vợ chồng nó lên video YouTube là kia chửi sùm lên, rốt cục đó nó lòi ra là ở bên Mỹ. Bên Mỹ là cũng chửi người ta là ở bên Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Nói chuyện vô duyên kinh khủng luôn. Thì ở đây thì chúng tôi, nhưng mà có một kỳ tôi đi China Southern Airlines, thông báo cho biết là họ phải giữ lại một cái đồ chạc của tôi, mà cái đồ chạc này là đồ chạc bình thường, không phải là đồ chạc quốc cấm. Bằng chứng là bên Mỹ cho đi mà, qua tới China Southern Airlines giữ lại, xong rồi thông báo cho chúng tôi biết là chúng tôi muốn nhận cái hàng đó, gửi 50 Mỹ Kim, họ sẽ về cái địa chỉ nào thì họ sẽ gửi về địa chỉ đó, tiền lệ phí 50 Mỹ Kim. Tôi trả lời cho họ biết rằng tôi gửi bằng email, tôi bảo thôi quý vị cứ giữ đi 50 Mỹ Kim để tôi mua cái mới, tôi về Mỹ tôi mua cái mới nhá, tốt hơn. Tại vì ở Mỹ tôi mua có hăm mấy đồng mà bây giờ tôi trả 50 đồng lệ phí. Vâng, thì sau cái phần anh Lê Anh Dũng phát biểu xong thì tôi có kêu gọi là khi mà chuyến bay trực tiếp đồng hương, và ngay từ bây giờ luôn á, đồng hương nên mua vé máy bay qua Vietnam Airlines, mua trực tiếp với Vietnam Airlines thay vì mua với lại các hãng khác, là để mà khuyến khích và để mà gọi là ủng hộ cái sản phẩm của nhà ta, thì tạo cho một cái sự hứng khởi cho Vietnam Airlines, cái xúc tiến mạnh hơn để cho chúng ta có một cái đường bay trực tiếp. Có thể lúc đầu Vietnam Airlines sẽ có đi bay trực tiếp, bay thẳng luôn từ Los Angeles về thành phố Hà Nội, về Hồ Chí Minh, về Đà Nẵng, tùy theo nhu cầu mà khách đông. Và kế tiếp thì cũng qua một hai màn văn nghệ thì chúng tôi được mời lên phát biểu. Và trong cái phần phát biểu của chúng tôi đó, thật sự rằng họ chỉ, chúng tôi mục đích của chúng tôi lên để quảng bá về cái chương trình đem nước ngọt ra Trường Sa. Nhưng mà trước khi mà nói về cái phần đó thì chúng tôi nói chúc mừng cho hội nghị cao cấp, cấp cao APEC 2017. Và tôi chúc mừng luôn cái ngày, tôi hỏi quý vị biết ngày hôm qua là ngày gì không? Hôm qua là ngày mùng 3 tháng 2 kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản. Và ngày hôm nay chúng ta đứng ở đây, chúng ta phải nhớ ơn những cái người đã nằm xuống. Và để chúng ta có cái bữa tiệc ngày hôm nay, chúng ta từ những người ở khắp nơi không biết nhau hoặc là chỉ quen biết sơ thôi, hoặc biết nhau qua những cái Facebook. Thì đa số KBC hải ngoại thì mọi người đều biết. Tuy nhiên là có nhiều người đây không, hoàn toàn không biết nhau. Nhưng mình nhờ có đất nước chúng ta được độc lập, được thống nhất, ngày hôm nay chúng ta mới có cái bữa tiệc ngồi tại nơi đây. Tôi nói đùa là ngày hôm nay tất cả những con đường tại Nam California đều dẫn tới cái bữa tiệc tất niên của Tổng lãnh sự. Và tôi cũng đề nghị là đưa cái thời gian mà nhiệm kỳ của Đại sứ và Tổng lãnh sự lên 5 năm. Và sau đó là chúng tôi vấn đề đem nước ngọt ra Trường Sa. Đây là cái bản mà chúng tôi in. Quỹ ủng hộ đem nước ngọt ra Trường Sa do kênh VHK kết nối cộng đồng người Việt phát động. Đây, số tiền ân nhân 2.000, nhưng mà sau khi tốn qua về cộng lại số tiền bữa trước và bữa nay chúng tôi lên được 2.200 Mỹ Kim. Và một số
sách cũng đã hứa là sẽ gửi chi phiếu. Tại vì nhiều người Việt Nam bây giờ đi tiệc tùng, nhất là đi đám cưới, không mang theo tiền mặt nhiều, không mang theo chi phiếu nữa. Thành ra họ nói họ sẽ gửi về sau, và khi nào chúng tôi nhận được thì chúng tôi sẽ update. Nhân tiện đây thì cũng thôi, trong cái phần nói chuyện chúng tôi đã cảm ơn Tổng lãnh sự Hồ Xuân Sơn và tất cả các anh em trẻ đã đảm trách các phần vụ ngoại giao tại Tổng lãnh sự. Trong cái nhiệm kỳ của ông Hồ Xuân Sơn là cái nhiệm kỳ chúng tôi thích nhất. Lý do, hầu như là cái ban mà làm việc, cái thành phần nhân viên, nhân sự, toàn là những người trẻ, ngoài 30 tuổi. Không có những cái thành phần hơi gọi là ngoài 50. Thành ra đó chúng tôi nghĩ rằng cái công việc làm rất là ngăn nắp, trôi chảy và nhanh chóng. Bởi vì tuổi trẻ mà.